đã thay đổi cái tiếp tục thì anh sẽ là cái trường hợp là chạy máu là khỏi ha. Ok. Dạ, tôi là bác sĩ Quỳnh, hôm nay tôi sẽ phụ trách thăm khám cho anh. Cho hỏi anh tên gì? Tên Quang. Nhà nó ra ngoài. Tên Quỳnh. Anh đến đây vì khó thở. Anh bị khó thở lâu chưa? Khó thở nãy giờ một tuần bao nhiêu tiếng? Nguyên nhân nào dẫn đến cái sự khó thở của anh? Anh bị đau. Anh bị cái gì đau? Bị ta lấy dao đâm, không biết. Hiện tại cái trong người anh còn cái phần nào nữa không? Ông ta đâm rất là cái gì? Ta đâm phía sau còn không biết, thấy khó thở. Anh có cảm giác chóng mặt gì không? Thấy hơi sợ sợ. Trước khi anh bị đâm là anh có đánh nhau với người không? Thì là người ta đâm anh. Thì sẽ giải quyết tôi đây. Anh có biết là người ta đâm phía sau rồi chỗ nào không anh? Anh có nhìn thấy mặt của người ta? Không. Tán gạo. Trước khi tới đây anh có ai sơ cấp cứu cho anh chưa? Vậy bây giờ tôi bắt đầu thăm khám anh. Thì trong quá trình thăm khám thì anh thấy khó chịu ở đâu vậy? Tôi cần thăm khám thì cần ăn một lọ vùng đau lộn mà. Hiện tại anh có khó thở không cái lúc bạn đau? Sợ thì buông hàng. Tập trung các bạn, vô coi máy khám là thắc mắc. Khi thăm khám được rõ thì phần trên phần ở tỉnh phổi thì